Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe hatchback số sàn quý bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Hyundai Grand i10 phiên bản 1.2 hatchback số sàn, sản xuất năm 2022, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội, và chiếc xe này đăng ký biển trắng các bạn nhé. Đây, biển trắng, không phải là biển vàng dịch vụ bạn nhé. Chiếc xe này là xe gia đình, không chạy dịch vụ các bạn ạ. Lăn bánh hơn 3 vạn km thôi, và chiếc xe này là còn bảo hành tại hãng luôn quý bạn nhé. Rất là mới, tất cả là còn nguyên zin luôn ạ. Bên trong nhiều chỗ còn chưa bóc ni lông cơ. Dàn lốp theo xe còn mới tinh luôn bạn ạ. Lốp siêu cua cũng mới tinh chưa hạ các bạn nhé. Và chiếc xe này ngoài cái việc còn bảo hành tại hãng ra thì chúng tôi cam kết với quý vị các bạn là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản, tất cả còn nguyên bản ạ. Đến sơn zin của xe còn nguyên bản các bạn nhé. Bên ngoài là sơn zin còn nguyên bản này. Và chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 315 triệu đồng thưa quý vị các bạn. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Vì vậy mà quý vị và các bạn chỉ việc thanh toán trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị và các bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Hyundai Grand i10 phiên bản hatchback số sàn này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem này, là 0905 608 883 để chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều, và không để cho quý vị và các bạn phải chờ đợi lâu nữa, sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Hyundai Grand i10 2022 này các bạn nhé. Mời quý vị và các bạn. Và ngay sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi một vòng quanh xe để xem về cái phần nước sơn, phần thân vỏ bên ngoài của chiếc xe các bạn nhé. Chiếc xe này là còn sơn zin cả xe luôn quý vị và các bạn ạ. Màu bạc rất là đẹp rồi quý vị và các bạn nhé. Nhìn về cái phần bên ngoài các bạn thấy đây ạ, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả các bạn nhé. Nhìn ở trên bốn cánh cửa đây các bạn xem này, bốn cánh cửa vẫn còn bốn cái miếng xốp. Đây, bốn cái miếng xốp mà dán chống va từ nhà máy các bạn nhé. Đấy, những cái miếng xốp này tức là khi người ta sản xuất ở trong nhà máy ra là người ta sẽ dán chống va đập để vận chuyển đấy ạ. Chống va đập khi vận chuyển đây, gần như là các bác nào mua xe xong cái là cũng sẽ bóc ra luôn. Đấy, nhưng chiếc xe này thì chủ xe còn chưa bóc ra này. Vẫn còn nguyên cả bốn miếng nhá. Đấy, tức là sơn zin còn nguyên rồi, chưa sơn. Nếu như sơn hoặc đánh bóng là người ta sẽ phải bóc cái đây đi để người ta làm. Và cái này là còn nguyên zin luôn bạn nhé. Cho nên là quý bạn có thể yên tâm luôn. Bên ngoài còn nguyên zin như thế này, chắc chắn là bên trong cũng còn nguyên zin rồi các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp luôn. Chưa có một cái vết đâm va nào cả các bạn ạ. Xước sát thì có thỉnh thoảng có một vài chỗ nhỏ thôi. Đấy, không đáng kể các bạn nhé. Xước sát rất là nhỏ thì không đáng kể đâu. Dàn lốp theo xe còn nguyên bản này và còn rất dày vì mới lăn bánh có hơn 3 vạn thôi. Sản xuất năm 2022 thì lốp là sản xuất cuối năm 2021 các bạn nhé. Đấy, cuối năm 2021 luôn. Cả một cái dàn lốp út kia của xe là còn nguyên bản này và rất dày đây các bạn này. Đấy, tất cả 4 quả lốp đều 2021. Đết lốp là 2021 các bạn nhé. Đây, đết lốp 2021 này. Cả 4 quả đều 21 luôn bạn nhá. Cả 5 quả luôn, quả sơ cua còn mới tinh chưa hạ cơ. Đây, rất là dày này. Đấy, đến lốp này. Toàn tuần thứ 47 năm 2021. Chiếc xe này là lốp sản xuất 21, xe sản xuất năm 22 và đăng ký là tháng 7 năm 22 luôn bạn này. Đây, lốp rất là dày này. Đều 21 này. Tuần thứ 47 năm 21 luôn bạn nhá. Đấy, cả dàn lốp theo xe còn nguyên bản và rất là dày các bạn này. Nhìn về cái phần đầu, phần ba đờ sốc trước bạn thấy đây ạ, toàn bộ từ những cái cụm đèn pha, logo các thứ là đều như mới rồi này. Đấy, cụm đèn cũng rất là mới, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả các bạn nhé. Logo này, đèn này, mặt ca lăng, lưới tản nhiệt đều rất là mới ạ. Chiếc xe này thì không khác gì một chiếc xe mới đâu. Xi nhan thì được tích hợp trên tai các bạn nhé. Đấy, đều rất là đẹp. Chủ xe cũng đã dán vè che mưa rồi này. Đấy, đằng sau này, xe cũng đã được trang bị là rất là nhiều option thêm nhá. Thì lát nữa quay bên trong tôi sẽ giới thiệu luôn, ví dụ như màn hình các thứ, ghế da, lót sàn. Và đây là cái cụm đèn hậu này, cũng đều rất là mới này. Cụm đèn hậu mới này, toàn bộ chữ cũng chưa có bị ố nè. Đấy, chữ còn rất đẹp luôn. Cụm đèn hậu này đều rất là mới các bạn nhá.
không khác gì một chiếc xe mới đâu. Nhìn về cái phần ngoại thất bên ngoài thì y như một chiếc xe ở trong hãng thôi các bạn ạ. Đấy, chiếc xe ở trong hãng là quý vị các bạn nào bây giờ mà mua xong là đi một vài bữa là nó cũng sẽ như này thôi các bạn nhé. Rất là đẹp. Toàn bộ về phần ngoại thất đều rất đẹp rồi. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần nội thất bên trong của chiếc xe. Chắc chắn với quý vị các bạn một điều là keo chỉ còn nguyên bản hết luôn nhá, vì là nước sơn zin còn nguyên bản cơ, cho nên bên trong này keo chỉ này còn nguyên zin là điều đương nhiên rồi. Đây là cái táp bi cánh cửa phía trước bên lái này, toàn bộ từ táp bi đều rất là mới như này đây. Đấy, những cái nút này đều mới tinh luôn này. Đấy, một chiếc xe rất là đẹp. Và nhìn từ những cái bậc cửa này là chúng ta đã thấy được là chủ xe cũng đã dán chống xước rồi này. Trải sàn 5D này, rất là đẹp luôn này. Nội thất ghế da. Đấy, nội thất ghế da rất xịn luôn bạn nhé. Đồng hồ công tơ mét 3,5 vạn này. Đấy, và nhiều chỗ này chưa bóc ni lông bạn xem này. Đấy, những cái này là chưa bóc ni lông này. Và cái đồng hồ này, mặt đồng hồ này cũng chưa bóc ni lông này. Đấy, còn nguyên ni lông ở trong cái đồng hồ này. Và đây là cái tem của nhà sản xuất đây các bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất năm 2022 và lắp ráp tại Việt Nam. Phiên bản 1.2 này. 1.2 MT. 1.2 các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp luôn. Một chiếc xe rất là đẹp luôn bạn nhé. Bây giờ thì tôi lại nổ máy lên một chút xong để tôi nữa vào bên trong tôi giới thiệu cho quý vị và bạn xem nhé. Nổ máy rồi. Tiếp theo tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên lái cho quý vị và bạn cùng xem. Cánh cửa phía sau keo chỉ là cũng còn nguyên zin là cái chắc chắn rồi này. Táp bi cánh cửa này đều rất đẹp luôn. Toàn bộ từ nội thất bên trong cũng đều rất là mới đây các bạn nhé. Đấy, nội thất bên trong này, ghế này đều rất là mới này. Đấy, rất đẹp luôn quý vị các bạn ạ. Một chiếc xe 2022. Đấy, toàn bộ từ những cái phần nỉ trần. Đấy, rồi những cái phần ghế da đều rất mới như này đây. Bậc cửa cũng chưa có bị xước sát gì cả này. Trải sàn 5D rồi này. Đấy, có cả điều hòa, cửa gió điều hòa cho hàng ghế ngồi phía sau rồi này. Đấy, và những chiếc xe mà không chạy dịch vụ bạn thấy đấy ạ. Những cái phần bên dưới này nó không hay bị xước này. Đấy, những chiếc xe chạy dịch vụ thì đa số là hay bị khách đạp chân vào, nó xước nhá. Xe gia đình thì thường người ta giữ gìn hơn, chạy ít hơn và giữ gìn hơn. Sau đây tôi sẽ mời quý vị các bạn cùng tôi bước lên xe. Đấy, đồng hồ công tơ mét này. Chiếc xe này thì còn đang còn rất là nhiều xăng, tôi mua về hôm qua. Đấy, còn rất là nhiều xăng này. Đấy, rất đẹp luôn nhá. Toàn bộ từ táp bi, táp lô này đều rất là mới luôn này. Nỉ trần này, nhựa này, phần nhựa này, phần nỉ trần này. Đấy, những cái tấm chắn này còn chưa bóc ni lông cơ. Phải nói là chủ xe rất là cẩn thận luôn quý vị các bạn nhé. Một chiếc xe rất là mới đây các bạn nhé. Toàn bộ từ vô lăng cần số này đều rất là đẹp. Tôi quay rất chi tiết cho quý vị các bạn cùng xem nhé, để cho quý vị và các bạn nào mà ở xa muốn mua chiếc xe này mà chưa có thời gian qua xem được thì quý vị và các bạn xem video của tôi cũng có thể đánh giá được chất lượng đấy. Rất nhiều khách của tôi ở xa khi xem video là người ta đã chuyển khoản, người ta đặt cọc cho tôi các bạn nhé. Đấy, và chiếc xe này thì bây giờ tôi sẽ mở cái cốp sau lên cho quý vị các bạn cùng xem này. Toàn bộ từ những cái cốp sau này còn nguyên zin này, nguyên zin từng con ốc luôn các bạn nhé. Đấy, cốp sau nguyên zin, chưa có một vết đâm vết va nào cả này. Cái tấm chắn đồ này các bạn xem này, hôm qua tôi mua tại nhà chủ xe, tôi quay là chủ xe tháo ra cất đi, bọc ni lông cất lên gác, tìm ra để giao cho tôi đấy ạ. Đấy, còn mới tinh luôn cái tấm này nhá. Và xe cũng đã được chủ xe thêm này là cái phủ táp lô này, tấm một tấm phủ táp lô này, và một cái bộ thảm nhựa khác nữa này, bộ thảm cao su này, và cái bộ chắn kính đấy, tựa gối tựa đầu, rất nhiều thứ mà tôi tháo ra tôi để đây, anh em dọn xe tháo ra để đây. Và lốp siêu cua thì còn mới tinh đây các bạn này, đết lốp cũng 21 này. Đấy, và còn chưa hạ này, vạch sơn mới tinh. Đấy, lốp mới tinh luôn bạn nhá. Lốp mới thì tức là cái đồ nghề, cái kích này ở trong cái túi này còn mới tinh luôn, chưa động đến các bạn nhá. Đấy, mua xe mới là cái khoang sau nó cũng chỉ có vậy thôi ạ. Đồ nghề nó cũng chỉ có vậy thôi các bạn nhá. Đấy, và tiếp theo tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ cho quý vị các bạn cùng xem này, cũng giống như vậy thôi, còn nguyên zin hết này. Táp bi cánh cửa này đều rất là đẹp luôn bạn nhá. Đấy, toàn bộ nội thất đều rất là mới này. Tất cả đều rất là mới và rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Và tiếp theo tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước bên phụ cho quý vị các bạn cùng xem. Cũng giống như vậy thôi. Keo chỉ là còn nguyên zin này. Táp bi cánh cửa đây mới tinh luôn quý vị các bạn nhé. Toàn bộ từ táp bi đến táp lô đều rất đẹp như này đây. Vô lăng, cần số tay phanh này.
đều như mới luôn bạn ạ, vì chiếc xe mới lăn bánh có hơn 3 vạn thôi, tất cả là còn mới là điều đương nhiên rồi bạn nhé. Đấy, những cái bậc cửa này, chúng ta bước vào bậc cửa đã thấy được là chủ xe rất là cẩn thận, kỹ tính này, dán chống xước này, lót sàn dưới là có lót da rồi, xong đến lót thảm 5D này. Đấy, rất đẹp luôn nhá, nhìn rất là sang các bạn ạ. Tất cả là còn nguyên zin, bên ngoài nước sơn là còn nguyên zin, cho nên là keo chỉ các thứ nguyên zin là cái điều đương nhiên rồi quý bạn nhá. Toàn bộ nội thất và phần ngoại thất của chiếc xe không khác gì một chiếc xe mới. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về phần động cơ của chiếc xe các bạn nhé. Hyundai cũng đã trang bị cho chiếc Grand i10 2022 này là một cái khối động cơ xăng với dung tích 1.2 lít này, kết hợp với hộp số tay 5 cấp quý vị các bạn nhé. Và ở cái động cơ này thì còn nguyên bản hết luôn bạn này. Cam kết với quý vị các bạn là nguyên zin từng con ốc này, đây từ ốc chân máy này cho đến ốc mặt máy là đều nguyên zin hết, kể cả từ ốc chân cabo này, đấy, ốc tai này, cái ốc răng đầu này, đấy, tất cả này chưa có một con ốc nào bị tháo ra đâu các bạn nhá, còn nguyên zin hết này, đấy, nguyên zin hết luôn các bạn nhá, chưa có một con ốc nào bị tháo ra, tôi khẳng định và cam kết với quý vị các bạn là nó còn nguyên bản, ốc nguyên bản, keo chỉ còn nguyên bản luôn các bạn nhá. Đấy, chiếc xe này bên ngoài nó còn nguyên zin, nhưng mà tôi quay thì tính tôi vẫn phải cẩn thận, tôi giới thiệu cho quý vị các bạn để quý vị và các bạn nào mà quan tâm, quý vị các bạn nào mà thực sự quan tâm thì người ta sẽ rất thích xem chi tiết. Đấy, còn những người nào mà chỉ thích so sánh giá thôi thì người ta chỉ quan tâm đến giá thôi các bạn nhé. Đấy, cho nên người nào mà quan tâm thực sự người ta sẽ xem chi tiết. Cho nên là quý vị các bạn nào mà cần về giá thì chúng tôi cũng đã báo giá rồi. Còn bây giờ thì xem chi tiết thì tôi phải quay thật kỹ đây các bạn nhé. Tất cả đều rất là mới đây các bạn này. Không khác gì một chiếc xe mới luôn quý vị các bạn ạ. Quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe này thì hãy liên hệ ngay các bạn nhé. Đấy, rất là mới luôn này, rất là đẹp luôn bạn nhé. Đấy, một chiếc xe phải nói là rất là đẹp luôn quý vị và các bạn ạ. Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về chiếc xe Hyundai Grand i10 phiên bản 1.2 hatchback số sàn quý vị bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất năm 2022, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội, một chủ từ đầu và không chạy dịch vụ, biển trắng luôn bạn nhé. Ngoài cái việc bảo hành của hãng ra thì chúng tôi cam kết với quý vị bạn là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản. Chúng tôi đang bán với giá là 315 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn, vì vậy mà quý vị và các bạn chỉ việc thanh toán trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị các bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm. Với lãi suất rất là ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản quý vị các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Hyundai Grand i10 2022 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883, để chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Tôi cũng xin chia sẻ thêm về chiếc xe này một chút. Ngày hôm qua thì tôi có đi mua chiếc xe này, là tôi cũng có quay tại nhà chủ xe. Đấy, để cho quý vị và các bạn thấy được là tôi mua ở nhà chủ xe ở Hà Nội nhé. Thì chiếc xe này tôi chia sẻ thêm về chủ xe. Bác chủ xe này thì bác cũng rất thích đi xe số sàn, bác chia sẻ là tôi chỉ thích đi xe số sàn thôi, cho nên là tôi mới mua chiếc xe này. Xe cũng gia đình đi thôi chứ không chạy dịch vụ, không kinh doanh vận tải gì đâu. Tại vì là từ ngày xưa tôi toàn đi xe số sàn rồi, cho nên là tôi vẫn mua xe số sàn. Đấy, là tôi vào tôi nhà tôi làm việc, tôi mua bán với bác là tôi để ý trên tường, bác ghi là trên tường bác có rất là cái nhiều cái huy hiệu, rồi thì có cả cái giấy huy hiệu 50 năm 40 năm tuổi Đảng bạn ạ. Đấy, bác có 40 năm tuổi Đảng đấy. Thì tôi lại lúc đó thì tôi chuyển khoản, cho nên là vừa rồi hôm qua nó thay đổi ngân hàng một chút, cho nên là tôi lúng túng trong cái việc chuyển khoản, cho nên tôi không chụp ảnh lại cho quý vị bạn xem được ạ. Và cũng có quay cái video là quay cả bác chủ xe lúc dọn đồ đấy, bác rất cẩn thận bạn nhé. Nhìn cái xe này là chúng ta biết được là bác cẩn thận rồi này. Những cái xốp ở cánh cửa chưa bóc này, bên trong ni lông một số chỗ chưa bóc này, và cái tấm chắn cốp đồ đằng sau ấy là bác bọc ni lông, bác cất ở trên sàn đấy. Khi mà bán cho tôi là bác phải đi tìm, bác lấy để bác giao đấy, chứ mà bác cất rất cẩn thận bạn nhé. Một bác chủ xe rất là cẩn thận và kỹ tính, cho nên là chiếc xe rất là đẹp. Cho nên quý vị và các bạn nào mà mua chiếc xe này thì yên tâm các bạn nhé.
Xin phép quý vị và các bạn cho tôi dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Trăm người bán, vạn người mua, hơn thua nhau là ở cái chất lượng. Những sản phẩm tốt thì không bao giờ có giá rẻ, những sản phẩm giá rẻ thì chưa chắc đã tốt. Vừa rẻ mà lại vừa tốt thì không bao giờ có đâu nha mọi người. Quý vị và các bạn nào mà muốn mua được sản phẩm tốt thì đừng vội quan tâm đến giá cả, mà hãy quan tâm đến chất lượng của sản phẩm đó như thế nào đã. Một điều đặc biệt là khoa học đã chứng minh, những người thường hát một mình trong nhà vệ sinh thì là những người rất là vui vẻ và yêu đời. Những người đang xem video mà like video, đăng ký kênh là những người rất là thông minh. Vì vậy mà quý vị và các bạn đang theo dõi video thì xin hãy like video, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều.